Hồng Lan ngay chợ Việt Hoa 281-561-2525. Hồng Lan trong khu Hồng Kông 4 281-561-0221. Hồng Lan ngay chợ Sun Club 281-781-7715. Công ty Loan Factory chuyên giúp đồng hương vay tiền mua nhà và refinance với tiền lời thấp. Xin vào trang loanfactory.com để biết thêm chi tiết. V247 Power, công ty điện của người Việt Nam với giá thấp, với hóa đơn và nhân viên đều sử dụng tiếng Việt. Hãy gọi ngay 1-855-990-9000. Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888. You could meet a spy and find romance. You could even win the tour to France. Not very likely. Or you might as well enjoy the dance. Morning sunshine, buenos días, rayito del sol, good morning sunshine. Good morning sunshine, mặt trời đâu không thấy cứ chào đi, không sao hết. Ông không có xuất hiện nhưng mà ông cũng ở đâu đó phải không ạ? Kêu riết ông cũng phải ra thôi. Thưa quý vị, chào đón quý vị đến với chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay cùng với Vũ Kiểm, Bích Loan, Tường Minh. Chị Bích Loan đi lâu quá, bây giờ trở lại. Chào chị Bích Loan trước. Dạ, chào anh Vũ Kiểm, xin chào Tường Minh và xin kính chào quý khán thính giả của Việt TV Radio. Mới xa quý khán thính giả có 2 ngày thứ tư, xa anh Vũ Kiểm và Tường Minh cũng mới có 2 ngày thứ tư mà sao nói thật lòng là mình thấy giống như là nó lâu lắm nhớ rồi. Một lần nữa Vũ Kiểm kính chào quý khán giả và đặc biệt là quý vị của chương trình Cà phê sáng. Chào bà chủ, chị Bích Loan. Chị nhớ cà phê, chị thèm cà phê thì chị nói thẳng đi, chị vòng vo Tam Quốc quá. No, Loan không phải cái xì tai ổ đó. Người Loan đã nói rồi, ngay từ đầu không biết uống coffee, không uống được coffee. Uống vô tim đập mạnh hay sao? Dạ đúng rồi, uống vô thì tim đập thình thịch, không uống được chứ nghe cái mùi thì cũng hấp dẫn lắm, thích lắm nhưng mà không có uống được. Sao có nhiều người không uống cà phê tim cũng đập thình thịch giống như em á, đứng tại trước vì bà trái chủ tim là của tim anh nó đập cứ thình thổn thịch. Thức mãi không đập thình thịch đây là run thiệt. Sáng thứ tư, thứ hai hoặc thứ sáu mà thấy bà chủ vô quá nó là tim đập thình thịch à. Không là biết sao? Bà tung bụ bối gì tại đây. Tại sao trái tim lại thổn thức như thế? Sợ. Mình á thì mình nghe qua mình tưởng đâu là trái tim người nghệ sĩ nó có rung động, nó nhạy cảm, nó sensitive. Ai ngờ trái tim của thỏ đã rung. Tim thỏ, tim cóc tía. Vậy là tụi mình hiểu anh Vũ Kiểm rồi phải không? Tim cóc tía bởi vậy bị bài bắt nọn hoài. Nãy giờ nghe Long cứ rung cho bà xã anh Vũ Kiểm. Tại sao anh Vũ Kiểm gặp Tường Minh là trái tim nó thổn thức thì ra đây không, là do trái tim thỏ. Kiểm không nói thổn thức nha, Kiểm nói rung. Em chả. Nói rung cầm cầm. Bây hỏi thì bà chủ này, sáng nay thứ tư, mưa gió coi như là bão bùng mà, chưa tới độ bão bùng mà mưa gió rét mướt. Quán mình có cái món nào ăn cho nó ấm lòng sáng nay không? Dạ, các loại cà phê anh. Cà phê thôi hả? Chỉ có thức uống thôi, không có đồ ăn sáng nhẹ hả? Đúng rồi, chỉ có cà phê thôi. Giờ anh muốn loại cà phê nào thì em chiều anh cà phê đó. Thôi uống vô tim đập á. Ồ, anh Vũ Kiểm lúc này khá nha. Anh Vũ Kiểm dạo này có cái... lên level, có lên. Đúng rồi. Say riết rồi nó cũng phải nhừ chứ chị. Không biết nó sẽ nhừ đúng không? Hồi sáng này mới khoe chị Bích Loan, mà khoan cái chuyện khoe đi, sáng nay thấy thiếu thiếu gì chị thấy không? Thiếu gì? Thiếu quảng cáo Minh Kỳ Châu, hết hợp đồng rồi. Okay. Hơi buồn ha. Mình đọc liên tiếp 3 tháng trời, cái bây giờ hết rồi xong rồi mình thấy hơi thiếu thiếu không? Yeah. Ngày nào mình cũng đọc. Minh Kỳ Châu nghe được cái lời gợi gấm, gợi gió cho mây ngàn bay của bà chủ. Một lời nhắn nhủ chân tình, hợp đồng, gia hạn hợp đồng. Đi dài, tính ra bảo trợ 3 tháng cũng là dài. Dạ. Nhưng mà nếu như mà những người khác, những cơ sở thương mại khác muốn bảo trợ cho chương trình Cà phê sáng, thì cũng có thể gọi cho Tường Minh qua cái số văn phòng 713-469-9000 để mà thế chỗ vô để Tường Minh có cái để mà đọc. Có tiền mua cà phê nữa. Chị sẽ có thêm ăn sáng nữa. là quán sẽ phục vụ ăn sáng nữa. Dạ, chứ không phải cà phê không? Cà phê ô lì. Dạ. Hôm qua đó em có hai cái đóa hoa quỳnh nở đêm hôm qua. Chị Bích Loan ghen tị không? Quá ghen tị. Trên đất nước Mỹ này mà ngắm được hoa quỳnh nở là một điều rất là đặc biệt. Có,
có vô duyên không khi mà tự nhiên nửa đêm phải thức dậy đợi tới 12 giờ đợi cho hoa quỳnh nó nở, mình có bị quá không? Đâu, hồi xưa là nghe ông bà mình nói cái đó là một cái thú tiêu khiển rất là quý phái đó. Quý phái. Yes. Đúng. Thức đêm để ngắm hoa quỳnh nở. Dạ. Nhưng mà cũng hơi ngạc nhiên. Ở độ tuổi trẻ chung yêu đời như bà chủ mà thức đêm, thức hôm để ngắm hoa quỳnh. Cái đó là cái thú tiêu khiển, tiêu dao của những người bà già. Bà già đúng. Bà của già. Những người. Dạ. Em thích cái surprise, đó. Cũng lâu rồi. Dạ, lâu. Dạ, bà già rồi. Bà già rồi. Dạ. Hôm nay xác nhận già nha. Dạ. Phải công nhận, phải công nhận. Nhưng mà tại vì nếu như mà mình không có chờ nó nở thì nó sẽ qua đi. Dạ. Mà nhiều khi cả năm nó mới nở vài đó. Là nó chỉ nở có một lần hả Tường Minh? Không, thì nó cũng có nhiều người trồng thì nó cũng nở nhiều lắm. Nhưng mà chắc là tại vì cây của em đó, nó sắc xơ quá thì đôi khi một năm nó chỉ được một, hai hoa hay là có năm được bốn, năm hoa. Có huỳnh trắng đó nha, huỳnh hương đó. Chứ các loại huỳnh đó mà huỳnh màu đỏ, màu vàng, màu tím thì nó nở ban ngày, không có cực khổ như là hoa quỳnh trắng đúng và quỳnh nào, hương đó. Có khi nào mình chiêm ngưỡng được hai đóa hoa nó nở cùng một đấy, lượt không? Tối hôm qua hai đóa nó nở cùng một lúc. Rất là thơm. Cái điều mà cũng hơi nghịch lý mà ngạc nhiên ở đây nữa, theo như ông đoàn 4, cái người coi như là vườn ta trời Tây trồng về cái nghệ thuật chăm sóc hoa hoặc là cây cảnh đủ các thứ, thú làm vườn nhà nông đó. Trồng hoa nó phải đặc biệt là phải có tay trồng hoa nó mới ra hoa. Và hoa đó nó giống như là người ta hay ví von, nâng như là nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nó dễ vỡ lắm. Và hoa nó lại coi như là ghen với lại phụ nữ nữa. Mà tôi hơi ngạc nhiên bà chủ trồng hoa quỳnh mà nó ra thì hơi lạ. Người ta nói là nắng hơi che lạ, mưa đậy cho hồng nở hoa đó. Đúng rồi. Thì trồng cây cho nên thì hoa mà nó ưa cái bàn tay đàn ông trồng nó ra nhiều hơn. Tại vì mỗi ngày ra tưới vuốt ve chiều chuộng nó, tỉa lâm tỉa cành. Không, bởi tức vậy, là một cái hình thức. Bởi vậy thì đó, em trồng cái cà chua đó. Em có trồng một cái cây cà chua rất là nhiều trái luôn. Trồng có hai cây thôi. Một cây thì trái lớn, một cây thì cherry. Nhưng mà trồng nó xanh hoài. Nó không có chịu chín. Thế là mới hôm qua hôm kia tự nhiên về nó chín một lượt hết. Thì mình rất là ngạc nhiên. Mình không hiểu là tại sao mà mình cứ đợi hoài nó không chín mà ngày hôm nay nó chín. Thì hỏi ra là biết có ông hàng xóm hôm qua ông tưới giùm. Cà chua nó mắc cỡ, nó đỏ. Xong nghe câu chuyện có bàn thấy tay nó có đàn cái ông chăm sóc, có bàn tay đàn ông chăm ông hàng sóc. Ông hàng xóm nào mà tốt dữ vậy ta? Nghe sao thấy hơi lo. nhưng mà thí dụ như là tưới bình thường á, thì cho nó chắc nó không có mắc cỡ đâu. Các thứ kiểu gì á, mà nó làm sao á, mà cả cái đám. Cái này thì tôi không cần máy xay tiêu. Cả đám cà chua nó mắc cỡ, nó chín hết. Bây giờ tôi thấy mặt chị Loan mắc cỡ. Mặt đỏ cũng không khác gì trái cà chua, đang chuyển màu. Thôi mình nói qua chuyện khác nha. Để cho chị đó. Như vậy là cũng đủ ấm áp cho một ngày mưa gió rồi đúng không? Quang là nó hết luôn rồi đó. Dạ. Thì cái ngày hôm nay sau một cái chuyến đi dài á, thì về đi chơi với gia đình á, đi vacation với gia đình, thì hồi trước từ lâu lắm rồi Lân nhớ Lân cũng có nói với quý khán thính giả cũng như Vũ Kiểm và Tường Minh là lúc nào Lân cũng khuyến khích các gia đình nên đi chơi với nhau, nên có một cái kỳ nghỉ vào lúc summer thì gia đình sẽ có những cái cơ hội gần gũi nhau và chiêm ngưỡng những cái thắng cảnh thiên nhiên. Thì Lân thấy đó là một cái điều hết sức là tuyệt vời. Với lại tùy theo cái thẩm mỹ của mỗi người, giống như nhà Lan thì cả nhà đều thích ngắm cảnh thiên nhiên hơn là cái cảnh đô thị. Có những người thì người ta thích nhìn cái những cái sự mà gì đó người ta hào kêu là bên ngoài, bên chị ngoài cứ nói thẳng cho những cái phố xá. Còn gia đình Lan thì thích ngắm cảnh thiên nhiên, thành ra khi được ngắm những cái cảnh thiên nhiên thì mình thấy trong lòng mình nó rất là bình an, dạ, nó có một cái gì đó nhàng, nó ngưỡng mộ mà mình thấy vui lắm, cảm thấy như mình refresh, mình giống như mình đang được recharge lại vậy đó. Yeah. Nên Long vẫn rất khuyến khích là các gia đình nên dành những cái thời gian cho nhau qua những cái kỳ nghỉ, những kỳ đi chơi thì rất là hay. Và qua cái chuyến đi dài ngày như vậy á, mình gần gũi nhau và mình cũng có những cái điều mà mình nó động lại và cũng có những điều mình suy nghĩ. Thì trong cái chuyến đi vừa rồi của Loan á, thì có một điều Long nghĩ một cái hết sức là cơ bản. Nhưng mà mình thấy hình như trong cái cuộc sống bây giờ người ta thường ít có để ý tới cái điều là ngày xa xưa rồi ông bà mình có nói cái câu á là dạy con từ thuở còn thơ,
và chiều vợ thì từ thuở ban sơ mới về. Không dám chiều đâu chị, không dám chiều đâu chị. Tại sao lại sửa? Để chị một cơ hội thứ hai đó, nói lại cho rõ đi. Không, vẫn nghĩ là nên chiều vợ từ thuở ban sơ mới về, nó quý hơn. Chứ ai dạy vợ dùng chứ dạy sao nghe thi giống con quá. Cái người đáng chiều đó em không muốn cần làm ai con đó chị. Cái người đáng chiều không cần ai nhắc nhở hết, tự động được chiều. Cái người cần phải gọi như là dạy, hướng dẫn lại đó là cũng cần phải răn đe dạy dỗ ngay từ đầu. Không có uốn đó, chị thấy không? Cái cây nó mới vừa ra nó còn dễ, không quá cứng nó gãy. Nó thành nếp rồi, khó lắm. Thì đó bởi... Ôi anh ơi, trời ơi, anh nói xong thấy nó bây giờ là người ta phải chịu cây vợ tự thở. Cây chỉ chiết phụ nữ phải không? Chị cứ thích không thích là chồng dạy vợ hay là thế nào, cứ nghĩ là ô vậy thấy nó quá, hay là giống như là bố, đâu phải là bố tôi đâu mà dạy tôi. Nhưng mà mình lại thích, chỉ có là con á, mình mới được chiều chuộng thôi. Chứ mình làm má người ta, ai chiều mình? Nhưng mà trong chương trình hôm nay thì Lo chỉ muốn đề cập cái vế đầu thôi. Vế đầu là cái là dạy sao? Con từ thuở còn thơ. Okay. Bây giờ thì những cái gia đình của mình nhiều khi trong cái cuộc sống quá là bận rộn, có những cái lo toan phải lo những cái vấn đề sinh kế cho gia đình, nhiều khi mình ít có để ý tới cái yếu tố là dạy con từ thuở còn thơ. Nên giống như cái kỳ vừa rồi Long đi chơi thì Long thấy có những cái rất là nhỏ, nhưng mà mình nghĩ cái vấn đề đây mình không thể trách đứa bé. Đứa bé nó còn nhỏ, nó chưa hiểu được đến nhiều đó. Nhưng mà vấn đề đây là cha mẹ đã có nhiều khi sơ ý, không để ý đến những cái nhỏ nhặt. Nhưng mà chính những cái nhỏ đó nó hình thành cái đứa bé từ nhỏ tới lớn. Và khi nó lớn lên, nếu nó không được những cái giáo dục khác thì maybe nó sẽ ảnh hưởng đến cái tính cách của đứa bé luôn. Ví dụ như khi mà tụi Lâm đến một cái điểm, một cái thác nước rất là lớn, ở cái Yosemite là một cái national park rất là lớn ở phía Bắc Cali, rất là đẹp. Thì vô đó thì thác lớn thì ai cũng xúm nhau tới cái chỗ đó chụp hình hết. Thì khi mà mình đứng chụp hình Lăng để ý cái đây không phải Lăng khen người nước ngoài, nhưng mà Lăng thấy khen người bản xứ đây, Mỹ trắng hoặc là Mỹ đen, sau đó những cái người bản xứ thì họ rất là để ý. Thí dụ như họ thấy mình đứng đó chụp hình thì họ né qua, hoặc là họ nói chung họ đợi, nếu họ muốn đi qua thì họ đều dừng lại, họ đợi để mình xong. Nhưng mà Lăng thấy có một cái gia đình người châu Á, chắc là Hàn Quốc hay sao đó, rồi Long thấy là bà thì khoảng 50 mấy tuổi và có hai đứa con nhỏ chắc khoảng 4 tuổi hay 5 tuổi gì đó. Người ta đứng chụp hình thì hai đứa bé cứ chạy qua chạy lại, mà bà ta thì cũng đứng chụp hình và bà ta thì cũng dẹt những cái người khác qua, đẩy những người khác qua để chụp hình gia đình bà. Coi như con thì bà không để ý, và bản thân bà thì bà cũng lo chụp hình cho gia đình bà, cũng không coi như là ignore hết tất cả những người xung quanh. Thì Long cảm thấy khi người ta nhìn vô như vậy, ai cũng cảm thấy rất là ngại. Người ta nhìn vô người ta cảm thấy rất là kỳ, và người ta sẽ có lo nghĩ là người ta không trách những đứa bé, nhưng mà người ta trách là ngay cái bản thân cha mẹ đã không có để ý khi mà những cái chuyện hết sức nhỏ. Nhưng mà dần dần thì đứa bé nó lớn, nếu mà nó không có được dạy dỗ những cái điều đó thì đâm ra sau này nó lớn nó cũng sẽ ignore hết, nó bất cần những cái người xung quanh. Dạ, thì và cái đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là trong cái cách chào hỏi, Long để ý cái tuổi trẻ sau này ít khi nào mà nó gặp người lớn á, nó chịu khó nó chào hỏi lắm. Còn mình, cái thế hệ của mình từ nhỏ thì lúc nào ba mẹ dặn là gặp người lớn là phải cúi đầu chào, phải chào đi, chào về cũng chào, lúc nào cũng phải chào. Nhưng mà những đứa trẻ, những cái thế hệ trẻ sau này nhiều khi gặp mình nó ngó nhìn thôi. Thì Long cảm thấy rằng là mình chắc là cái câu đó ông bà mình dạy rất là quá là cơ bản, cũng có thể là ai cũng hiểu. Nhưng mà cái cuộc sống lu bu quá, nhiều khi mình không để ý thì vô tình mình đã làm cho cái thế hệ sau này thiếu cái sự lễ phép, hoặc là thiếu về cái phép tắc cư xử. Thì mình thấy cái đó cũng là một cái thiếu sót. Tôi hoan hô và ủng hộ đề tài chị Loan đưa ra ngày hôm nay. Ngoài cái chuyện mà như chúng ta đã được từng đi học ở thế hệ chúng tôi trước đó cũng vậy, tiên học lễ hầu học văn, nó vẫn phải áp dụng cho tới cái xã hội bây giờ. Sở dĩ tôi nói tại sao vẫn cần phải áp dụng trong cái xã hội Mỹ này hoặc là những cái nước văn minh khác, họ tương đối, họ cũng có những cái phép lịch sự xã giao của họ, nhưng mà không có thể nào so sánh được với lại cái văn hóa của Việt Nam, tiên học lễ hậu học văn được. Cho nên tôi muốn nêu luôn ra một cái vế thứ hai ở đây. Có những bậc phụ huynh, bố mẹ Việt Nam, nói thật, nói ngay và nói thẳng, cho rằng con mình nó giống Mỹ nó lại hay. Thôi kệ nó, tụi nó Mỹ mới bên này mà đâu cần đâu, tụi nó
Sava, đại khái là như vậy. Cái kiểu mà Tây con Mỹ hóa quá. Đối với tôi dễ nổi nóng vì cái chuyện đó. Một cái đứa bé mà không có lễ phép, chứ tôi không chưa nói hỗn nha. Hỗn lại càng dễ, mình càng lại coi như là tim còn đập mạnh hơn nữa đó. Thổn thức tiếp. À, thì đó. Là nói... đã thấy nóng mặt rồi. Người ta có câu là đó. Lời chào cao hơn mắm cổ. Đúng, đúng rồi. Nhưng mà tại vì bây giờ người ta overweight nhiều quá rồi, người ta mập nhiều quá rồi, đồ ăn nhiều quá, người ta không muốn ăn cổ nữa. Ồ, hoặc bớt, là... bớt chào đi. Bà chủ suy luận. Tôi cũng đang tính méo mó nghề nghiệp, nói chuyện xí xọ giống như bà chủ mà thôi. Sợ là mình diễn thanh mà thính giả... với lại thôi be who you are đi, thôi đừng bắt chước bà chủ làm chi. Rồi cho qua thì thì cứ hè nè, đừng có gửi baby xích rồi ở nhà coi tivi không, hay là chơi game không, bỏ đi vô mấy cái trường đạo Phật thì vô chùa làm học của các ni. Gửi vô summer camp của nhà thờ, trời ơi mấy sơ mấy ni mấy sư dạy hết sảy luôn. Mình thấy cái đó đi về là có sự thay đổi. Dạ. Nói chứ cái đó, cái việc chào đó, việc dạy con từ thuở còn thơ thì lát nữa thì chắc là mời quý vị gọi vô 7139311560. Riêng thì mình nói cái việc chào chút xíu. Mình cứ nhắc hoài. Mình cứ nhắc năm này qua năm kia, năm nọ. Bao giờ mình cũng nhắc mà mình không bao giờ thôi nhắc. Tới bây giờ, bắt đầu từ bập bẹ biết nói và tới bây giờ 8 tuổi, 10 tuổi, mình vẫn tiếp tục nhắc. Chứ không có ngưng bao giờ hết á. Cứ gặp người lớn là chào đứa con. Gặp người nào cũng chào đứa con. Và cái đó nó cứ lặp lại hoài. Nếu như mà cháu tự chào thì ok rồi. Nếu quên chào thì cứ tiếp tục làm cái máy phát thanh phát tiếp. Gặp chào chú đi con, chào cô đi con. Có những lúc cháu cũng quên. Đúng rồi. Và cái đó thì chị Loan nói là em đồng ý là do cha mẹ thì cha mẹ chịu khó nhắc. Tại vì em thấy là đa số cha mẹ nghĩ là nó là nít. Thường thường bị cái tâm lý là ồ cái đó nó là nít, thông cảm cho nó. Nó vô nhà thờ nó quậy phá, nó vô chùa nó chạy tùm lum, hay là nó đi tới tiệc người ta, nó nắm khăn bàn nó kéo, rồi bánh trái ở trên bàn đổ xuống hết. Thì người chủ không có dám than phiền, người mẹ thì cũng thấy ái ngại mà cũng không dám la con, tại vì nó là nít mà. Đó, thì có nhiều cái nó cũng dở khóc dở cười xảy ra. Thí dụ như bây giờ tới một cái tiệc, người ta decorate đầy đủ trên mặt bàn hết, đẹp hết, mà mình không có giữ con của mình để cho nó nắm cái bàn, nó kéo một cái, tất cả mọi thứ tan tành, đổ bể hết. Rồi lúc đó làm sao? Không có thể, không làm gì được hết. Người chủ thì buồn lắm, nhưng mà con nít cũng không dám la. Mà la nhiều thì cũng sợ mít lòng ba mẹ của nó, nên họ cũng không dám buồn, nói. Nhưng mà miệng ráng cắn răng cắn mà chịu. Kiềm chế, okay, kiềm chế. Mà chị không sao đâu, nó con nít mà. Không nhưng, mà cháu, nhưng mà trong mày, lòng... không có mẹ mày đi chít tao. Đừng có cho con tới nhà Vũ kiểm chơi mà không có mình Tường Minh nhé. Không, cái này em thấy nhiều lắm, rất là nhiều, mà chắc là quý vị cũng là những người gặp phải. Thí dụ như mình làm tiệc đi, mời những cái gia đình tới, thì cha mẹ ngồi nói chuyện quên để ý con luôn. Con đi quậy nhà người ta tưng bừng hoa lá hết, ăn kem rồi uống nước ngọt rồi trét tri rồi nhiều khi vẽ trên nhà người ta, không có coi chừng. Ba mẹ cứ thả vô đó rồi mấy đứa con nít nó tự chơi với nhau rồi ngồi nói chuyện, rồi cuối cùng ở gia chủ em nói thiệt, cái nhiều người cũng khóc dở chết dở lắm. Những cái thảm trắng các cháu làm đổ kem chocolate trên đó rồi xong mà tự cover đậy lại không ai biết hết á. Đúng, đồng ý. Ủa đứa bé đó nó còn biết cover nữa hả? Mẹ chứ. Bé nào thành mà thử biết ra, thành thử ra có nhiều cái mà mình thấy là nếu như mà mình không có nhắc á, mình không có nhắc mà không có tua lại, giống như là cái máy cái lặp đi lặp lại phát tới phát lui hoài á, thì có những lúc mà người ta chửi con mình ở sau lưng của mình không biết. Chúng tôi mời quý vị gọi vô 7139311560 và xin chào một thính giả trên đường dây. Dạ, con xin chào các cô chú trên đài ạ. Trước tiên thì con xin gửi lời cảm ơn tới chương trình có cái đài Cà Phê Sáng này rất là hay và ý nghĩa. Mỗi sáng con đi làm con nghe con rất là thích, thì nhiều lần có nhiều chương trình muốn gọi vào nhưng mà thật là rất là ngại, không có dám nói. Nhưng mà hôm nay thấy cái chương trình cho mấy đứa bé chào hỏi này thấy hay quá nên lấy hết can đảm để nói.
Trước tiên thì con xin kể một cái câu chuyện là lúc con qua Mỹ năm 16 tuổi đó, thì đi theo gia đình tới nhà chú bác của bạn của mẹ đó, gặp thanh tai tiệc tùng, cái cuối tuần có tiệc chứ tới chơi gặp cái cưới đầu thanh tai, thì mấy chú bác bảo chứ thôi con lớn rồi không có cần chào nữa. Là lúc đó con cũng mới qua Mỹ, cũng ngỡ ngàng, cũng bỡ ngỡ và cũng ngượng, cũng mắc cỡ, cũng thấy sao nó kỳ kỳ. Nhưng mà hình như là cái thói quen cha dạy từ bé đó, thì con ở với cha, thì con này mẹ bỏ lãnh qua thì qua đây 56 tuổi rồi lớn lên ở với cha Việt Nam. Thì vẫn cái thói quen đó không có bỏ được cho tới bây giờ vẫn vậy nữa, đã có con 20 tuổi rồi cũng không có bỏ, và con của con tới bây giờ dần cháu 20 tuổi, thì cháu gặp người lớn cháu vẫn có thói quen phải chào. Cháu có hai đứa em nhỏ 12 với 10 tuổi thì nó có vẻ là tại vì sau này cháu đi làm nhiều hơn á thì không có thời gian nhiều, nhưng mà cái sự nhắc nhở chào mỗi lần gặp người lớn, khi gặp bất cứ ai mà mình đi trên đường, mình đi học, mình đưa cháu đi học mỗi buổi sáng có những người đứng để mở cửa cho cháu xuống, vẫn là cái người ta vẫn chào, thì cháu vẫn dạy mấy đứa con gặp bất cứ người lớn, khách, cứ bạn bè, bất cứ ở đâu cũng chào. Thì con thấy rất là, con thấy rất là ý nghĩa, dù ở cái tuổi nào và ở cái bất cứ nơi đâu, rất là quý. Cái này con thấy chương trình này nếu là ý nghĩa tôi ủng hộ. Dạ, đó là lời con chia sẻ. Khoan nha, lần đầu tiên gọi phone vô nói nhiều một chút được không? Cho Tường Minh hỏi tên được không? Dạ được, con tên Hương. Rồi, Hương. Chào Hương. Nhưng mà giống như là chị Hương nói là cũng khó để mà giữ cho các cháu giữ tiếp tục cái việc chào hỏi. Nhưng mà cái cách của chị Hương làm là như thế nào? Dạ, coi như là tại cháu hay đi thăm mấy người lớn tuổi á, cũng dắt mấy cháu theo bắt chào ông, chào bà. Dạ, rồi có khách tới á, bất cứ người nào cũng vậy, cỡ tuổi ba mẹ thì dạy chào cô chú, lớn tuổi cỡ ông bà thì chào ông bà. Bất cứ lúc nào cũng chào. Nhưng mà có khi nào cháu quên không chị Hương? Có chứ. Dạ, có nhiều khi ở chung một nhà đấy, có khách tới chơi ở chung một nhà một tuần, hai tuần, thì mỗi buổi sáng mà chào hay là mỗi lần đi học đi về về thì phải chào. Thì có khi không có nhắc thì tự động cháu không nhớ, nhưng mà mình phải nhắc. Dạ. Đó là cái việc làm của mình, còn phần cháu quên và cháu nhớ được lúc nào đó là điều của cháu. Nhưng mà dạ, con tin rằng đó, cái điều đó nó vẫn âm hưởng trong tâm của con. Dạ. Giống như lúc này, con 9 tuổi ấy, thì người lớn bạn của ba tới chào, ba kêu ra chào khách đi con. Dạ. Thì con nhớ người bạn đó rất là không có tốt, mà chỉ có khi nhậu nhẹt cần cái gì tới thì mới gặp ba, còn ba con bệnh hoạn khi cái gì không có chào, không có tới gặp. Cho nên khi mà tự nhiên con phản xạ của đứa bé con chào thì ba nói tại sao không chào, phải chào, con vẫn chào mà vẫn không có cam ở trong lòng. Ba hỏi tại sao không chào thì con nói là cái người đó bạn không có tốt, không có tốt với ba, con không chào. Thì ba nói một câu như thế này: chuyện của người lớn là con không có cần biết, việc của con là con phải chào. Đó là một cái mà con nhớ tới đây, không phải dạy con cũng vậy thôi. Nhưng đã được một cái giáo dục rất tốt từ gia đình, và nó ảnh hưởng tới cái tính cách của Hương cho tới bây giờ. Cái nề nếp từ cái tuổi nhỏ nó hay lắm chị. Cái nó theo mình, cái tuổi thơ đó nó sẽ theo mình suốt đời. Cái môi trường mình sống, cái cách mình hành xử, cái lúc mà mình nhỏ đó, em thấy nó vẫn tiếp tục, nó theo em cho tới bây giờ. Chính xác. Dạ. Và những người khác khi mà nói chuyện thì mình cũng thấy vậy. Con có một cái kinh nghiệm con chia sẻ nữa là con của con, đầu lòng của con nó sinh ra ở bên đây, nó lớn lên ở bên đây, nhưng mà cháu nó vẫn có một cung kính đó với tất cả mọi người. Đó là một niềm mà con rất là hãnh diện và rất là vui. Con không cần biết cháu nó học giỏi hay là cháu như thế nào trong đường đời, nhưng mà cháu phải có một sự cung kính và chào hỏi với người khác. Đó là cái mà cả đời con nguyện vọng các con mong được như vậy. Với cái tâm tư như vậy thì chắc chắn là Tường Minh tin là chị sẽ gìn giữ những đứa con của chị rất là ngoan. Cảm ơn chị Hương đã gọi vào chương trình ngày hôm nay nha. Cảm ơn đài nhé. Được lần đầu sẽ được những lần sau. Mai mốt nhớ tham gia góp ý nữa Hương nha. Xin mời một khán giả nữa. Dạ hello. Dạ chào anh. Chào. Dạ xin chào tôi Thế Sáng. Dạ em tin tưởng ở Chicago đó. Em nghe cái chương trình này rất là hay. Dạ. Cái chương trình này thì rất là hữu ích. Thì em bên đây thì không có gia đình ai hết, chỉ có một đứa bé 28 tuổi. Thì
lúc đầu gia đình sống nhau đó thì không ngờ lớn thì bé nó không có biết là ông bà cha mẹ là ai. Thì khi mà hai vợ chồng nói chuyện nhau á, chẳng hạn như vợ nói gì mình phải dùng tiếng Việt, mình nói là cảm ơn, hoặc vợ kêu mình, hoặc mình kêu vợ mình phải dạ, thì nó nghe viết lúc đầu mình thấy khó chịu, nghe viết thì thành thói quen. Và thứ hai nữa là em hay mở cái đài Việt Nam cho nó coi nó biết. Và khi mà gặp người lớn lúc đầu thì nó cũng tiếng Việt thì nó không có rành mấy, nó không biết sao, nó thích là ái nái. Khi mà gặp mấy người lớn nó rất là sợ, thì mình trước hết là mình phải là bất cứ người đó lớn mình 5 tuổi hay là 4 tuổi hay 6 tuổi thì mình cũng khoanh tay mình chào. Thì nó tiếng nhịn nó nổi sao bố hay ba khoanh tay chào vậy, nói cái này là lớn tuổi không, ba phải chào mình khoanh tay lại. Thì cũng cầu của sau thì gặp như nó thì nó cũng không dám khoanh chào. Thì dàn dẹp mình có cách nghĩa là ở đây mình không có ông bà, mình hãy dùng những người đó như là ông bà. Cách nghĩa thì anh cho nó là những người này là như là giai cấp mình lớn vậy thì nó hiểu. Thì lúc sau tự động nó chào nhưng mà nó không khoanh tay, xong vậy nó nói với mình một câu thôi là ba hồi nãy con khoanh tay, nó không sao lần sau con khoanh tay đi. Nó khoanh tay rồi lúc đây khoảng chừng một tuần lễ em đi em gặp cái bác kia lớn, em khoảng chừng nói chung là lớn mình khoảng chục tuổi à, mình khoanh tay chào bác nhìn mình không chào gì hết à. Nó về nó ủa sao bà không chào lại ba. Mình tính bắt bẻ nhưng mình không có nói nó nghe. Mình không nói nó nghe, mình nói chắc là bà không thấy. Bà con thấy bà khoanh tay mà bà nhìn ba hoài mà bà không nói gì hết á. Chắc là ngạc nhiên quá ha. Ngạc nhiên quá. Ngạc nhiên quá, cái giờ đứng hình luôn, không biết nói sao vậy. Thì em mới nói là với cháu là con cứ làm theo chuyện của con. Nhưng một người khác họ không có suy nghĩ nhiều quá, họ không có chú ý mình. Họ với làm theo con đó, thì con sẽ người ta sẽ nói con là good hay là con là good lady hay là student hay có gì đó, người ta nhìn thấy chết tốt. Cái thứ ba nữa là ở Mỹ thì mình nên dẹp bớt mấy cái hình ảnh mà Bluetooth hay gì, mình cho nó coi những đứa bé ở bên Việt Nam ngồi nghe những thầy những Phật Pháp giảng đạo hoặc cỡ tuổi nó ngồi nghe, mình dịch lại tiếng Việt cho nó nghe thì nó thấy nó hiểu hoàn toàn. Và tự động từ mỗi ngày mình lấy cái iPad đó và hồi mình ngồi mình mở những hình ảnh cho mình cho nó coi trước mặt, cho nó nghe tiếng Việt thì nó thích. Mình đừng có đem những cái hình Mỹ hay gì nhiều quá, ở đây Mỹ là Mỹ nhiều rồi. Học Pháp nghe sư thầy giảng hay là mấy linh mục giảng rồi cho nó nghe để nó hiểu. Tại vì ở đây Mỹ mình đi làm nhiều quá, không có thời gian mà để cho nó. Còn con nít nó nhận thức được, nhiều khi nó nhận thức rất rồi. Thì rất là nhiều hơn mình, nhưng mà nó không nói ra. Khi mà nó nói ra, cho nên mình bắt buộc. Nó nghe rồi nó tiếp thu, nó để đó. Mà cái lúc nào đó nó nói ra mình cũng giật mình là không ngờ là nó giữ cái chuyện đó ở trong lòng. Chẳng hạn như cha mẹ hay là những chuyện gì mình không nói, nó thấy nó thấy không nó nói để ý đó, nó biết để trong lòng nó nói nó cho mẹ nó nó nói với ba nó, chẳng hạn như là nó là con gái em nói là nó con dạy họ hồi lúc 3 tuổi con thấy ngồi con phải chàng hai cái chân trước bàn thờ hay ngồi lớn gì con không có nên ngồi đưa hai chân ra. Dễ dễ nó chạy cho ba làm vậy thì mẹ nó nói cho nó nghe rồi lại nữa thì nó đi đâu nó cũng từ nhỏ nó lớn thành một cái thói quen, chị biết không? Đúng rồi. Cho nên mình khi mình đi nghĩ cái cuộc nhậu nào quá hay tiệc nào đó, mình mà thấy cái chỗ đó mà nó phức tạp hay quá thì mình cảm ơn, mình nói ở vợ đem con mình đi về chiến trường, đừng để cho nó ở đó, nó sẽ ảnh hưởng nhiều lắm. Em chỉ nói thôi, em cảm ơn chào mấy anh chị buổi sáng ha. Cảm ơn anh Tuấn đã thực hiện đúng cái câu là dạy con từ thuở còn thơ. Người ta nói là hồi còn nhỏ nó ở với mình mà nó còn như tờ giấy trắng, thành ra cứ nhét được bao nhiêu nhét tranh thủ mọi lúc mọi nơi, cứ như là nhét được cái gì vô thì cứ nhét, phải nhưng không mà qua chia sẻ của anh Tuấn Lân cũng có rút ra một cái ý nữa là đúng là mình người lớn mình yêu cầu những đứa nhỏ phải có sự chào hỏi, thì khi mình làm vai trò người lớn mình cũng nên để ý khi người ta chào mình cũng phải chào lại, chứ đừng có người ta chào mình rồi nhìn không nói lại gì hết thì đứa bé nó cũng có cái nhìn nhận của nó. Đó là điều mà nãy lúc đầu tôi nêu ra cái concern đó. Nhiều bố mẹ nhiều khi vô tư thoải mái lắm, hoặc là có nhắc đó, thì cũng nhắc một cách rất là mỹ hóa. Say bye cô đi con rồi đi về.
nghe nực không? Không, tôi khó tính trong cái vụ đó. Thì cái đó còn không biết là anh Vũ Kiểm khó chịu vậy đó, lỡ như mà anh đi gặp một cái cháu nào đó mà cứ chơi chơi ra nó trương hai con mắt ra nó nhìn anh rồi anh chào bực đó lắm. Không trả lời thì cảm giác của anh như thế nào? Bập tai. Ôi trời đất ơi, không được nha. Nếu là cháu tôi không phải con, hoặc anh. Con tôi sẽ, không đụng vô dễ dàng lắm. Dĩ nhiên thì dĩ nhiên làm sao mà cho phép mình làm điều đó, nhưng mà nếu con tôi có thể đưa đến cái hành động đó. Tôi dễ nổi nóng trong cái chuyện đó. Rầy nó thôi chứ bập tai ghê quá anh Việt Kiếm ơi. Nói. Không cần phải bập nhẹ, không phải tán tay sáng tay đâu, bập tai tức là cũng bập. Nựng hả? Bập của anh Kiểm là nựng hả? Nựng, nựng. Ngủ cho nó động não. Anh à, cái này là anh nói này, anh nhắc em nhớ hôm bữa em đi ăn ở một cái tiệm kia đó, thì có ông bố dẫn hai đứa con đi chăm rất là chu đáo, rất là kỹ lưỡng, ngồi đút cho con ăn đứa này, đút đứa này, đút đứa kia. Con không ăn, sáng cái bạc tai chỗ mình ngồi đây mình thấy sao cái chỗ cái chỗ bóp lịch bà, biết là ông rất là thương, ông ngồi ông đút cho nó ăn mà không biết là nó ăn chậm hay như thế nào, quất cái bóp. Trời ơi, tất cả mọi người ở trong tiệm nhìn nó. Không, public thì dễ, nhiều khi bị kêu cảnh sát, nhưng mà ở nhà, nhà bạn, không lẽ bạn đi gọi cảnh sát à? Đánh thì cũng đánh nhẹ thôi chứ. Thì tôi đang nói là bóp tai mình cũng nghe, mình nghe cái bóp nhưng mà mình thấy đứa bé nó không có khóc, giống như là nó chắc là quen rồi. Nhưng mà mình thấy oh no. Không biết là bị sao xen vô chuyện của người ta, mình ngồi im mình không có nói, nhưng mà ai cũng nhìn hết đó. Và cái này là vô cái team của anh Vũ Kiểm được đó. Ghê quá. No, không đồng ý. Mời một thính giả đến đường dây. Alo. Dạ, dạ. Xin chào. Alo, phải tôi không cô? Dạ đúng phải rồi. Hồng. Dạ dạ. Dạ, xin chào ba vị bên đài. Dạ. Cô Hồng chào. Tôi alo, Hồng. Ngọt, thiệt là ngọt. Dạ, cô Hồng khỏe không? Dạ, tôi xin nói cái này mà không biết là có lạc đề hay không. Cái chuyện này không ra phải là chuyện của Hồng, nhưng mà một bạn thân của Hồng rất là đau khổ về vấn đề này. Nói về tôi nghe cái này là về giáo dục, thành cái này là về tổ tiên, thành tự ra cô thấy buồn quá, tôi thấy tội. Sẵn bữa nay tôi nghe được cái tin này, tôi mới xin hỏi, không biết có thể đặt đề không, bây giờ tôi có thể nói được không? Cô cứ nói thử coi. Chưa nói làm sao biết. Nói vậy y người bạn của tôi á, là y là ở Việt Nam dịch viên ra hơn 40 năm rồi đó. Y là người Hoa gốc Việt. Y qua bên này trước khi Mỹ đi thì nó nói sơ sơ đâu ha, tại vì cái câu chuyện này nó dài nhưng mà tôi nói tại mà không có thời gian. Đúng rồi. Trước khi đi là y cầu nguyện tổ tiên, cầu nguyện Phật tổ, cầu nguyện hết. Mà y đi tới 3 lần y mới tới được Mỹ, rất là khó khăn. Nhưng mà trước khi đi đó, y luôn luôn là cầu nguyện tổ tiên. Tôi nói rằng là dù tôi không đi một cái nước nào nữa, con giữ cái tổ tiên của con. Tôi nói cũng đã cảm động. Tôi vẫn giữ tổ tiên của con, thì tổ tiên phù hộ cho gia đình con như này này này. Vậy thì y luôn luôn cái công nguyện của y là y đi đến đâu y cũng vẫn nhớ. Y bất cứ y đi cái chỗ nào mà hầu mới qua Mỹ thì ở housing rồi y cũng vẫn là tìm cái cách để thờ tổ tiên. Nhưng mà cái người Hoa, người mình nói là người Tàu Việt đó nha. Yeah. Chứ cũng mấy người Tàu kia thì mình không có hiểu. Mấy Tàu Việt đó là ý thờ, ý khó không hẳn là ví dụ như ông nội mình chết thì mình để cái hồi hình của ông nội hay bà nội mình thờ. Ý không, ý chỉ riêng là ý dòng họ gì. Ví dụ như là ý Hằng Hà Lâm đi, thì ý có mấy cái câu thơ là Hà Lâm tổ tiên, Hà Lâm cái gì đó. Thì mỗi một lần cúng kính là cái gì là cúng hết tất cả một cái dòng giống của Hà Lâm. Thì y có một cái câu là có chồng thì phải theo chồng đó. Thì y giả cho một người Hà Lâm đó. Thì y đi tới đâu y cũng thờ như vậy. Nhưng mà tới y có 6 đứa con trai rồi. Thì cái 6 đứa con trai đó là nó lớn rồi, thì ơn trên dạy là một cái cây chi nhánh, một cái chi nhánh, bất cứ chi một cái nhánh nào cũng luôn luôn phải giữ một cái nguồn gốc là tổ tiên. Thì đứa nào cũng có gia đình hết rồi. Thì một ngày ba nó mất thì má nó thì mới làm thêm một cái chữ mà hồi nãy tôi nói đó, cái câu thơ đó. Dạ. Để mà thờ tổ tiên. Thì 6 đứa con thì đã làm 6 cái bảng,
nó vậy. Đứa nào bất cứ có cái gia đình nào cũng phải để thờ tổ tiên. Rồi, cái phần tổ tiên biết rồi, rồi sao nữa? Dạ. Dạ, dạ. Rồi cái đứa con á, bữa nó thì em mới đem tới cái đứa con gái mới đưa tới cho anh nó thờ. Thì anh nó mới nói, tôi đã nói rồi, tôi đã nói là tôi không lấy. Em đi về đi. À, rồi đứa em gái á, nó cũng miễn thần thôi. Miễn thần thì nó đi về. Vậy nên nếu mẹ không lấy á, họ gửi về. Vậy thì trường hợp như thế này, bà má đã hỏi tôi là kết cục như thế này, làm sao mà dạy được cái đứa con này nó hiểu. Thì nhờ các con thử góp một cái ý thử nó là thế nào, đứa con này là nó là thế nào. Cái đứa con này không có chịu thờ tổ tiên thì người ta thờ trong lòng thôi cô, đâu có cần phải trưng trên bàn thờ, trên vách tường đầy hết mấy chục cái tên ở trên bàn thờ đâu. Nhưng mà tổ tiên thì luôn luôn có trong lòng thì được không? Cái khuôn nhỏ nhỏ sao ạ? Dạ. Dạ. Nhưng mà cái khuôn nhỏ nhỏ là tổ tiên luôn luôn là có những cái câu. Cái đó là anh Vũ Kiểm với chị Bích Loan cũng như quý khán giả có nghĩ cái đó là hình thức thôi không? Cái đó có nên thế nào vậy nó không? tại vì nó nói về cái phong tục nó như vậy đó. Luôn luôn phải có cái một cái thờ tổ tiên vậy thôi. Dạ. Cô tên gì ha? Cô Hồng. Dạ, dạ cô Hồng. Thưa cô Hồng, một câu ngắn gọn và dễ hiểu như vậy. Dạ. Gia đình, anh chị em trong nhà mà không bảo nhau được tư cách gì cà phê sáng dạy cô đó được. Cô Hồng hỏi sai người rồi. Đúng không? Tôi hỏi đó, tôi không biết có đúng không hay không. Dạ, không thể nào mà giúp được trong cái trường hợp này. Dạ. Dạ. Giúp khuyên thì không có thể khuyên, nhưng mà bàn ra tán vào thì được xíu. Yeah. Thì nói chung không được. Dạ, hai không được với lại hai cái vế, hai cái đề tài hoàn toàn khác nhau. Đúng thứ rồi. Nhất là cái điều cô vừa đưa ra đó là cái nguồn gốc tổ tiên. Yeah. Lá rụng về cội, về nguồn nó khác. Còn đây đang nói về giáo dục con nít từ thuở nó còn tấm bé. Hai cái đúng, nó cô hoàn cũng, toàn khác cô nhau. Cũng biết là nó hơi lạc một chút, cô cũng có nói ngay từ đầu. Dạ. Dạ. Dạ lạc thôi thì mình đừng nói nữa ha. Dạ. Dạ. Đừng nói gì ha. Cảm ơn cô Hồng. Nói ra. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Hello. Dạ. Dạ. Xin kính chào cà phê sáng. Chào chị. Dạ. Dạ. Hôm nay nhìn cà phê sáng không biết gọi vô bài á, cô Tường Minh có phiền không ta? Dạ đâu. Gọi vô còn mừng nữa chứ. Cà phê mà quán mở cửa ra mà không có khách, ế chắc chết. Bà ấy sợ hôm nay trời mưa gió không có khách cho nên cô gọi vô bà ấy mừng húm à. Mừng bà quá, chủ tuổi bà mừng lắm. Dạ chị. Dạ vậy thì cảm ơn. Dạ. Tại vì cái đề tài này cũng rất là hay, nó là cái nôi giáo dục của từ gia đình ra. Nếu mà không cứ nói chuyện mà dạy các em từ thuở còn thơ, dạy con từ thuở còn thơ đó, thì cái này rất là quan trọng. Mà em cũng thấy rất là nhiều cái trường hợp mà những người mẹ dạy la con ở nơi công cộng, nhất là trong nhà thờ, gặp rất là nhiều. Ở trong trong thánh lễ mà cái đứa bé không biết nó làm gì mà bà mẹ quất một cái chát, nghe quay lại hết hồn luôn, là thấy mẹ là đang nắm hai cái tay đứa bé rồi chỉ ra mặt mà trợn trừng, rồi nói tiếng Việt rồi tiếng Anh lẫn lộn, rồi thấy nó thấy khó chịu lắm. Cái đó là không phải cái giáo dục, mà cái đó làm cho cái đứa bé nó hoảng sợ. Thực sự mình dạy con nó, mình nói nhỏ nhẹ, nó rót vào lòng và tai nó. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái vấn đề mà thầy hồi nhỏ em cũng đã từng dạy mầm non, cho nên á, dạy trẻ mình tập nó chào. Thứ nhất, thứ hai nữa, ai cho nó cái gì nó cảm ơn, nó biết cảm ơn. Nhưng mà qua em thấy nhiều đứa trẻ, rồi bây giờ em đi làm cũng vậy, thấy bố mẹ đưa tới cắt tóc thì ra cho nó kẹo, cái có đứa nó cầm nó đi, mẹ nó kêu dựng ngược lại bắt cảm ơn. Thì em thấy cái đó cũng là một cái cách giáo dục, nhưng mà nói từ gia đình, từ trong nhà mình phải dạy cho nó để nó tự động, nó biết tự giác. Và những gì mà người mẹ rất là quan trọng, người mẹ gần gũi hơn. Cho nên cái đứa bé mà được người mẹ rót có cái gì trong đầu, nó dạy cái gì trong đầu nó ở hết trong đó thì lớn lên nó thành người thôi. Cho nên em cũng xin góp ý một vấn đề đó.
Rồi cái vấn đề thứ hai nữa đó là em thấy á, có nhiều phụ huynh cái kiểu mà con mình nó lớn rồi, nó được tiếp học sinh giỏi rồi, mà có vẻ hên hoan ngồi khoe, em gặp rồi, ngồi khoe với mọi người, nhưng mà thiếu ở cái điểm là không dạy. Ở Việt Nam có cái khẩu hiệu rất là hay, tiên học lễ hậu học văn. Cái đứa trẻ đó nó rất là giỏi, cái đứa bé mà em gặp đó nó rất là giỏi, nhưng mà nó không có cái sự lễ phép. Thì em muốn chia sẻ để quý khán giả nào mình có thể, cái này giống như mình góp ý xây dựng thôi, chứ em không có chỉ trích ai. Em xin hết ạ. Cảm ơn chị. Mình thấy là không phải cái chuyện chào hỏi không, mà để giáo dục một đứa trẻ nó có nhiều cái lẻ tẻ lắm. Nhất nó có những cái vụn vặt, mà để correct những cái vụn vặt đó thì mới thành ra một cái con người, chứ không phải những cái vụn vặt mà mình không có để ý thì nó sẽ những cái đó nó cũng sẽ phá hỏng những cái khác. Giống như là bây giờ đi vô nhà hàng, đi vô tiệm ăn hay là đi vô nhà bạn đi, mình thấy con của mình nó chạy nhảy, nó phá phách quá, mình phải dừng nó lại, đúng không? Chứ không phải là con nít nó vui thì nó vui, nhưng mà cũng có giới hạn của nó. Chứ không thôi, trời ơi, chạy đuổi nhau rầm rầm mà cha mẹ ok cái chuyện nói chuyện con nít thì chị nghĩ sao? Cô Tường Minh nói rất đúng. Có một lần cách đây cũng mấy năm rồi, cái phòng ngủ của con em dâu, ngày đó là sinh nhật con gái nó. Trời ơi, nó vô nó két bánh kem đầy tường, cái thảm mà không còn cái gì luôn. Tại vì nó đóng phòng con nó chơi. Cái thằng con nó đây nó nói, mẹ ơi, mấy bạn két kem trên tường rồi này nhiều lắm. Thì mẹ thì mắc cái khách ngoài này. Đến lúc mà xong rồi, hỏi ơi luôn, vô thì biết không, là cái tường đó là phải sửa lại thay thảm hoàn toàn luôn. Thì rồi xong rồi ra là bắt đầu cứ nhìn đi sau lưng mẹ, con đòi cái này đòi cái kia, mà nó mặc dù mẹ nó đang có nói chuyện với bạn bè, nó không còn biết luôn, nó ra nó chỉ chở, nó giật rồi nó không chịu được, nó khóc, nó lăn, nó lộn rồi cái thôi con chịu. Em thấy cái đó em không chấp nhận. Chịu con. Cái đó cũng là cái niềm đau khổ của rất nhiều những người là host những cái party, nhất là làm tiệc sinh nhật ở trong nhà chẳng hạn. Thành ra sau này á, nhiều người muốn đi ra ngoài kiếm những cái chỗ này chỗ kia để mà tổ chức thì cho nó an toàn hơn. Không thôi là nhà như giống như là bão qua vậy đó. Anh Vũ Kiểm cũng đã có kinh nghiệm cay đắng trong vụ này nè. Những đứa bé mà có giáo dục nó không có dạy đâu nghe, nó ngoan lắm. Rồi cái thêm em thêm một ý kiến như thế này nữa, mà con mấy đứa nhỏ mà nó được giáo dục hay lắm, ra ngoài mình cho nó cái gì nó không dám lấy đâu nghe. Nó nhìn mẹ nó, rồi có đứa nó nói luôn, để tôi hỏi mẹ tôi, để con đúng. Hỏi mẹ con nè. Nó lúc đó là mình nhìn là mình biết cái giáo dục của người mẹ nó rất là tốt. Chính xác là như vậy, tức là không trách được con nít cái đầu óc non dại của tụi nó, nhưng trách là trách bậc làm cha làm mẹ thiếu cái sự nỗ lực để mà giáo huấn nó. Chúng ta nên nhớ, ngoài cái điều mà mình đã được học, ai cũng đi qua học những cái lớp công dân giáo dục Việt Nam, cái câu đầu tiên là tin học lễ hậu học văn như chị vừa mới nhắc. Và chúng ta cần phải hiểu thêm một cái câu thâm thúy nữa, những bậc thầy của chúng ta thường dạy đó. Gia đình chính là cái nền tảng của xã hội. Nó là một cái xã hội nhỏ. Nếu mà trong một cái xã hội nhỏ, tức là trong một đơn vị gia đình mà con cái không có giáo dục đó, thì nó sẽ ra sao? Chỉ cần nói như vậy chúng ta hiểu rồi. Ở đây giáo dục ở đây là cái vấn đề lễ phép, chứ tôi không nói về cái chuyện học hành, về cái chuyện mà tài. Đức dục chứ không? Đúng, đúng. Cảm ơn chị về cái góp ý của chị. Cảm ơn chị. Mời một khán giả tiếp theo. Hello. Chào anh. Mình xin chào Cà Phê Sáng, chào tụi mình dễ thương, anh Việt Vũ Kiểm và chị Bích Loan. Mình Long ở New Hampshire, thì mình có một cái ý kiến riêng theo cái lối của mình. Thì mình thật sự ra thì mình là người cũng rất là khá bảo thủ, thi theo một cái lối giáo dục của người Việt Nam ngày xưa. Tại vì hồi xưa
mẹ của mình cũng dạy rất là khắc nghiệt trong vấn đề mà dạy dỗ con cái bị đòn rất là nhiều về cái vụ lễ phép hoặc là đủ thứ hết. Mình cũng vẫn giữ cái quan niệm đó, nhưng mà khi mình áp dụng ở bên cái hiện tại bây giờ đối với con cái mình á, thì mình có một cái đóng góp riêng với cái ý kiến của mình á, là mình không có mình vẫn tôn trọng về cái lời nói cái cổ tục đó, nhưng mình áp dụng theo phương pháp khác, nghĩa là mình không dạy cho con mình là một đứa con lễ phép, mình nói ra là trong ngọt ghét, nhưng mình dạy cho con mình một cái cách khác là sự tôn trọng đối với những người xung quanh. Khi mình gặp người khác, chào hỏi với một cách lịch sự và một tính cách tôn trọng, không phải là lễ phép theo kiểu mà giống như khoanh tay thưa cúi đầu và dạ thưa ông, thưa bác, thưa cô, thưa chú, tất cả mọi người, nhưng mình sẽ xin chào cô, chào chú, chào bác với một cách lịch sự và có thể là bắt tay với lại những người khác. Cái đó là một cách cái đó thì nó cần phải có cái sự nhận thức nhiều hơn, tại vì mình thấy rằng có một cái số trẻ em ở tại nơi cái vùng của mình á, khi nó gặp những người khác nó chào theo một cách giống như là rất là máy móc, nhưng mà nó không có nhận thức cách chào đó là mang một cái ý nghĩa gì, hoặc là đôi lúc nó chào theo một cái cách của cha mẹ chỉ hướng dẫn, nhưng trong đó nó không có một sự tôn trọng, nó chỉ chào để cho có lệ rồi xong rồi đấy. Tôi hiểu ý anh. Bây giờ cho tôi phép tôi hỏi anh, cái ý tưởng nào đến với anh khi anh muốn thay đổi cái cách chào hỏi đó, vẫn là trong cái cung cách xã giao lịch sự đó, nhưng mà anh không thấy là cái cách mà cổ lỗ sĩ xưa của Việt Nam nó phù hợp với xã hội văn minh ở bên Mỹ, đúng không? Cái suy nghĩ nào đưa đến anh cần có cái sự thay đổi đó? Dạ thì cái đó là một cái lối mình xin phép anh Lưu Kiểm là tại sao mình trả lời. Tại vì mình nhìn nhận rằng khi mình giao tiếp trong cái xã hội hiện tại bây giờ nơi mình đang sinh sống, thì mình thấy rằng cái sự lễ phép theo cái cách của người Việt mình. Rồi tôi hỏi thêm anh một câu cũng hơi khó nha. Tức là cái cách của anh theo suy nghĩ đoán của tôi thôi, là các em trẻ em đó là khi tiếp xúc với lại những người bản xứ chứ không phải là Việt Nam, đúng không? Mình thấy rằng hiện tại á, thì cái điều này mình nghĩ rằng áp dụng chuyên cái gia đình của mình đối với lại tất cả những người Việt Nam đều áp dụng. Rồi cái phản ứng của những người Việt Nam khi thấy cái cách xã giao vẫn lịch sự lễ phép như vậy nhưng mà nó khác với lại cái phong tục tập quán xưa, họ react, họ phản ứng làm sao? Họ có go with the flow, tức là họ có hòa đồng với lại gia đình anh khi mà anh thay đổi cái cách đó không? Dạ, thì mình trả lời cho anh Vũ Kiển. Thì đúng là cái câu hỏi em rất là lý thú, là mình có nhìn quan sát thì mình thấy có hai cái luồng suy nghĩ khác nhau của những người Việt Nam đang sinh sống ở cái nơi của mình. Thì một số người á, thì họ chấp nhận về cách đó, và một số người á, lớn tuổi thì phản ứng không có được happy lắm trong cái vấn đề đó. Tức là từ chung là cái ý chính của Vũ Kiệm muốn hỏi anh ở đây là vì anh muốn có một cái sự thay đổi đó, để tại vì mình đang sống ở nước Mỹ, đúng không? Cho nên nhiều khi cũng cần phải tiếp xúc với lại những bạn bè Mỹ hoặc là bạn Mỹ của các con, chứ không thuần là chỉ có Việt Nam đồng hương của chúng ta. Có phải vậy không? Dạ đúng anh. Rồi ok. Rồi. Dạ. Cảm ơn anh. Tụi mình cũng hiểu được cái ý của anh là có những cháu đó khoanh tay chào nhưng mà cái mắt nhìn đâu có lo nhìn coi bạn mình đi chơi ở đâu rồi để chạy theo thôi. Là coi như là chào cho có lễ. Nó làm theo thói quen hơn làm theo cái sự bắt buộc của cha mẹ. Mà vẫn không hơn là phớt tình ăn lê. Dạ thì cái có còn hơn không đó. Phớt tình ăn lê mà còn cân chân cháo nữa. Còn cái level cao hơn nữa là cái sự respect. Nghĩa là mình có thể đứng lại, mình chào hỏi bằng cái tấm lòng của mình hỏi han vài câu.
thì hoặc là bắt tay hoặc là như thế nào đó thì tùy theo cái lứa tuổi. Thí dụ như con của mình mới có 8 tuổi thì không thể bắt tay, thí dụ như vậy. Nhưng mà mười mấy tuổi rồi, teenager rồi, gặp ông gặp bà, cháu có thể bắt tay hỏi han vỗ ôm hay là gì đó. Thì cái đó là cái anh muốn theo như mình hiểu thì anh muốn là có cái sự thay đổi là phải chào hỏi, dạy cho cháu hiểu, cháu hiểu là khi chào như vậy là bằng cái sự tôn trọng, tôn trọng và cái chân tình chứ không phải là cái hình thức lễ nghĩa. Đúng rồi. Vậy thôi, mời một thính giả trên đường dây ạ. Em chào Cà Phê Sáng. Chào anh, xin chào. Chào ba anh chị trên đài. Em không đồng ý với anh Vũ chị Kim hồi nãy nói là nếu mà cái thằng đó là cháu của mình là mình bóp tay em không. Tôi nói đùa thôi anh, tôi nói đùa anh thôi. Anh không có dám đâu anh ơi. Anh không dám đâu, cái mạnh miệng vậy thôi chứ. Nói đùa thôi. Em cũng có trường hợp giống anh Vũ Kim rồi, có đứa cháu nó cũng lớn rồi, 7-8 tuổi gì đó, 8 tuổi hơn mà nó mình chào nó không chào mình. Nó cứ lờ. Trong cái em đưa cái mặt thẳng vô mặt nó luôn, cái mình chào nó, cái mới đầu mình chào tiếng Việt thì nó không giống như là nó không hiểu hay sao á, cái mình chào tiếng Anh với nó thì nó cũng không trả lời mình luôn, nó cứ lờ luôn. Đấy, cái mình đi vô mình gặp ba nó, mà ba nó là anh ruột của mình đấy, anh của mình, cái mình nói ông ê thằng Kyle nó xâm tinh con á, mày ông dẫn nó đi bác sĩ đi. Nó nói bị gì? Không biết nữa, cái lỗ tai nó làm sao á, tôi chào nó hai lần rồi, tôi chào nó hai lần rồi nó cứ lờ luôn ông ơi. Em nó đi bác sĩ coi cái lỗ tai nó làm sao á. Ông đỏ mặt lên, thế là từ đó trở về sau này, cứ bất cứ lúc nào em gặp thằng Kyle ở đâu, thế là nó lờ nó con tai nó chào chứ. Chắc là về bị ba dũa dữ lắm. Rất là ngưỡng mộ cái cách biết, của anh nha. Không biết về không? Ông xử nó như thế nào thì em không biết, nhưng mà là từ đó trở về sau cho tới bây giờ luôn, cứ ghế nó gặp em ở đâu là chắc thằng bé nó sợ đi bác sĩ. Từ không lễ phép chết. Bị mang tiếng là bị điếc. Nó sợ đi bác sĩ. Đúng rồi, cái đó là cũng rất là hay. Cái đó là cũng rất là thâm á. Em đâu có dám, không lẽ bây giờ mình anh Kiệm biết không, mình làm chuyện trước mặt cũng phải nể mũi. Đúng. Lôi ba nó ra mắng vô mà chắc ăn chứ. Không cần xử nó. Nhưng mà lôi ông già tía ra mắng vốn. Mắng vốn gián tiếp thôi chứ không mắng vốn trực tiếp. Ông coi lại con của ông xâm thinh ron rồi. Cũng lỗ tai nó có vấn đề. Đó, mình nói nó mất dạy thì kỳ quá, chị hiểu không? Dạ, cảm ơn anh. Okay. Cái cảm giác mà chào mà các cháu không có chào lại. Cảm ơn anh. Cũng ức lắm. Không phải là ức cái gì, nhưng mà mình thấy tiếc. Cảm ơn anh. Mời một thính giả tiếp theo ạ. Dạ, em xin chào bác chị. Chào anh. Dạ, em trở lại, em là Tấn Chicago đó. Chào. Thì hồi nãy em nghe cái anh gì mới nói là em hơi trẻ, rất dễ mà không được chưa Mỹ. Bây giờ mình ở đi Mỹ, ở đâu bất cứ đứa nào đó, mình cũng là người da vàng, dân tộc mình Việt Nam. Mình tập cho con cái mình đó, nó giữ cái phong tục là người Việt Nam. Bởi vậy, khi mà em ở đây cũng ở cái Việt Nam đó, nhưng mà em cũng có cái trại, cái chùa, cái tiếng đồng hồ cháu bé đó bằng những cái bộ áo màu xám đi chùa ở chào hỏi thức khách đó. Và khi mà gặp người Mỹ thì nó cũng vào vậy, không ai nói gì hết á, tự mình làm cái khó dễ con cái mình thôi. Nên cái bắt tay hay không bắt gì đó là nửa lớn nó đi học nó sẽ biết, và nó đi làm nó sẽ biết. Mình đừng có ép buộc nó vào một cái khuôn khổ mà theo như là American hay gì hết á. Mình nghĩ á là mình là người, anh có lập gia cỡ nào đi nữa mình cũng là người Việt Nam. Mình đừng có đầu tập con mình là phải là theo Mỹ ở du mi
em về nhà là em nói ra hoài á. Trường Minh hiểu cái ý của anh kia, anh không có đến nỗi không phải như vậy, nhưng mà ý cái ảnh trọng tâm của ảnh á, anh Tuấn, là cái trọng tâm là chào á, là chào trong cái lòng của mình ra, chứ không phải là chỉ có hình thức. Tại vì có các cháu á, là chào chỉ là vòng tay để nhìn rất là lễ phép, nhưng cái đó chỉ là hình thức bên ngoài thôi. Cái ảnh muốn là cái level nó cao hơn chút nữa, dù có chào hay đã bắt tay hay cái gì đó, nhưng mà phải là thật sự là cái như là có cái sự nể trọng, hay là nó có cái sự tôn trọng ở trong đó. Thì cái đó là mình nghĩ là cái ý ảnh muốn, chứ kiểu Mỹ kiểu Việt Nam gì thì cái đó cũng chỉ là hình thức thôi. Yeah. Cho dù như kiểu Mỹ thì chào tới thì bắt tay đi, nhưng mà mình bắt tay xong không phải là chỉ có bắt tay rồi xong ảnh mặt đi không khe, nó là khác đúng không? Bắt tay mình cũng thăm hỏi vài câu, cái đó là cái chào, mà mình thấy cái đó cũng hay. Anh nghĩ sao? Em á thì em á, em để em đi, mình không có thời gian mình dạy cái phong tục ở Việt Nam mình cho con mình đâu. Uh-huh. Ai đi làm hết, còn cái phong tục Mỹ hay gì đó là tự động bé đi làm hay bé rửa đi học thì nó sẽ biết. À, tự động hết nó làm hết rồi, nhưng mà làm sao mà khi nó gặp người Việt mình mà nó làm vậy mà gặp người Mỹ gì hết. Mỹ là tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, không có ai trách móc mình một cái gì hết. Thậm chí em dẫn bé đi chùa về bằng cái áo dài xám, những người Mỹ ở sớm nếu mà em tới mình bạn bé rất là dễ thương hay là sao sao họ còn ôm hôn nữa, họ không có nghĩ gì nữa. Tất cả cái này là do cái đầu của người mình ra thôi. Cho nên mình phải dạy kỹ hết, thậm chí đi ăn đồ cũng vậy, mình phải dạy cho nó là ăn phải cho hết. Họ hỏi tại sao khi mình về nhà mình hãy lựa những cái bức tranh bức hình nào ở Việt Nam nghèo khổ, mình nói những đứa bé ở bên Việt Nam này không có đồ ăn này con, nói tuổi con không có quần áo bằng à đó. Thì em nói gì thôi. Còn mọi người mọi ý em rất thích, và cà phê sáng là trung lập như anh Kiểu nói hồi nãy là em rất là thích cái gì đó, nó đâu qua đó. Mình phải giữ cái dân tộc của mình, dù mình thế nào đi nữa thì mình thấy cho con mình nó không thay đổi là nó là người Việt Nam mình. Dạ, em xin cảm ơn anh chị nhiều hơn. Cảm ơn anh Tuấn đã gọi lại. Chúng tôi cũng đã sắp hết giờ rồi, chắc là sẽ không có đủ thời gian để nhận những quý thính giả sau. Chị Bích Loan ở bên thì chị Bích Loan sẽ là người close. Yeah.